đừng sợ, không sao đâu mà. Mẹ không sao, chỉ là bị út chút xíu thôi à. Vì mẹ rẽ vào nhà bên đường nghỉ nhờ mà. Vâng ạ. Tiện đường, mẹ mua được ít cái đồ béo lắm đây này. Mẹ lát trời mẹ ráng cho hai mẹ con ăn nha. Thích quá à, lại được ăn cá rô ráng giòn rồi anh hai ơi. Anh hai, nhìn kìa, có cầu vồng kìa. Ôi, đẹp quá à. Ừ, đẹp quá nhỉ. Cảnh một ban nãy vẫn có chưa hết. Thấy trời còn đau đúng không? Ủa? Út, chân của con làm sao thế? Để cho người thấy đau mà ngã xuống đây cho, rất đau lắm. Còn cả cái máy còn khóc xuống đấy ạ. Để mà xem. Mẹ, con không sao mà. Thế bằng nãy làm sao mà khóc nhỉ? Út, sao con khóc vậy? Là tại con thương và lo cho mẹ quá. Chỉ lo mẹ đi đường gặp trời mưa thôi. Lại còn phải hoa đò nữa chứ. Nguy hiểm lắm. Giờ thì con buồn lắm. Vì mẹ không làm sao cả. Mẹ đã về đến hai em con rồi này. Con gái mốt của mẹ. Trời mưa, mẹ sẽ tự mình biết dừng lại trước mưa mà. Nghĩ tới hai con, mẹ lại càng phải cẩn thận hơn nữa chứ. Mẹ, mẹ ơi, chúng con thương mẹ lắm. Thôi ta mẹ mỗi ngày một ngày đi vì nặng trĩu những lo toan. Mẹ không sao. Có hai con bên mẹ thì dù gánh nặng đến mấy cũng đều trở nên nhẹ nhàng thôi.